Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, thời gian gần đây, Trung Quốc trắng trợn điều hàng loạt tàu đến gần một bãi đá ngầm trên Biển Đông, được gọi là đá ba đầu, dạng san hô thuộc cụm sinh tồn của quần đảo Trường Sa, thuộc quyền quản lý và chủ quyền của Việt Nam. Mặc dù Việt Nam đã đưa ra đầy đủ bằng chứng lịch sử không thể chối cãi ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thế nhưng với những kẻ khát máu tanh lòng như Trung Quốc thì họ không những không chịu thừa nhận mà còn đưa ra các chứng cứ xuyên tạc lịch sử nhằm bịt mắt dư luận quốc tế. Điều đáng chú ý là trong đó có một tấm bản đồ quý giá giúp Trung Quốc vênh mặt tha hồ tác quái trên Biển Đông. Rốt cuộc, để hòng chiếm đoạt Biển Đông, Trung Quốc đã cả gan xuyên tạc lịch sử như thế nào? Liệu chứng cứ này là thật hay chỉ là chiêu trò thâm độc của kẻ thất bại? Tất cả sẽ được giải đáp trong video của Việt Sử Toàn Thư. Sau khi đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam các năm 1956, 1974 và một số bãi đá ở quần đảo Trường Sa năm 1988, Trung Quốc ngang nhiên thực hiện hàng loạt các hoạt động sai trái, gây mất ổn định ở khu vực Biển Đông. Chưa dừng lại ở đó, những năm gần đây, Trung Quốc trắng trợn gia tăng các hoạt động cả dân sự và quân sự ở khu vực này. Cụ thể, vào năm 2019, Trung Quốc đã cho tàu Hải Dương Địa chất 8 cùng nhiều tàu hải cảnh và tàu dân quân biển xâm phạm vùng biển của Việt Nam hơn 100 ngày. Chưa hết, đầu tháng 4 năm 2020, tàu hải cảnh Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá của Việt Nam ở vùng biển Hoàng Sa. Được nước lấn tới, quốc gia này lại có hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam khi Bộ Dân Chính Trung Quốc ngang nhiên thông báo Quốc vụ viện nước này vừa phê chuẩn thành lập cái gọi là quận Tây Sa và quận Nam Sa, trực thuộc thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam. Mặc dù phía Việt Nam đã đưa ra các bằng chứng lịch sử chứng minh chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thế nhưng dù chúng ta có cố gắng giải thích như thế nào thì gã khổng lồ Trung Quốc nhất định không chịu thừa nhận. Không chỉ vu khống đặt điều bôi nhọ danh dự Việt Nam, Trung Quốc còn ngang ngược đưa ra những chứng cứ từ trên trời rơi xuống, thậm chí còn xuyên tạc lịch sử nói không thành có. Điều đáng nói là trong số những chứng cứ che đậy cho âm mưu này, có một tấm bản đồ cổ giúp Trung Quốc hoành hoang tuyên bố với cả thế giới rằng Biển Đông là của họ, Hoàng Sa, Trường Sa cũng thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Vậy rốt cuộc, Trung Quốc đã xuyên tạc lịch sử như thế nào để có thể vùng vẫy ngoài Biển Đông? Liệu những chứng cứ của Trung Quốc là thật hay chỉ là âm mưu của kẻ thất bại nên phải bám vào những chứng cứ giả tạo? Những năm gần đây, mức độ leo thang gây hấn của Trung Quốc tại vùng biển Việt Nam và các quốc gia trong khu vực ngày càng nghiêm trọng. Trung Quốc còn mạnh miệng tuyên bố rằng năm 2020, Trung Quốc sẽ thực sự trở thành một cường quốc biển hùng mạnh. Trung Quốc ra sức tuyên truyền cho người dân nước này tư tưởng chủ nghĩa dân tộc cực đoan rằng lãnh thổ Trung Quốc rộng lớn chiếm gần trọn Biển Đông. Theo những lập luận kỳ cục và nực cười, Trung Quốc khẳng định đường lưỡi bò chín đoạn ngoạm gần trọn Biển Đông, trùm lên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, liếm sát đến vùng biển Philippines và khu vực bãi ngầm Tăng Mẫu, chỉ cách Malaysia 80 km. Nhiều năm nay, trong các sách giáo khoa của Trung Quốc dạy cho con trẻ rằng đường bờ biển của Trung Quốc dài hơn 18.000 km, sở hữu hơn 5.000 đảo lớn bé ở Biển Đông. Biển Đông là ao nhà của Trung Quốc. Trước những hành động coi trời bằng vung của Trung Quốc, Việt Nam đã hết sức kiềm chế, sử dụng tất cả các kênh ngoại giao yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Sau đó, hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Thậm chí, phía ta còn đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi, khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Nhưng Trung Quốc không những phớt lờ sự thiện chí của Việt Nam mà còn hung hăng, ngang ngược hơn, tiếp tục leo thang gây hấn, gây tình hình cực kỳ căng thẳng và nguy hiểm trên Biển Đông. Táo bạo hơn, để chiếm đoạt Biển Đông, Trung Quốc đã xuyên tạc lịch sử, nói không thành có một cách trắng trợn. Giọng điệu của họ thật hàm hồ. Họ xuyên tạc lịch sử Hoàng Sa, Tây Sa, Trường Sa, Nam Sa là lãnh thổ của Trung Quốc từ 2.000 năm trước. Cụ thể, các sách trắng về chủ quyền của Trung Quốc tại hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa, cũng như một số tài liệu nghiên cứu của các học giả Trung Quốc mà tiêu biểu là ông Hàn Trấn Hoa với cuốn Tổng hợp sử liệu các đảo Nam Hải của Trung Quốc đều đưa ra nhiều kết luận hùng hồn rằng có rất nhiều sự thật lịch sử, trong đó có sự hiện diện của các di chỉ khảo cổ, chứng tỏ đầy đủ rằng Trung Quốc là người đã phát hiện, kinh doanh, khai thác
và thực hiện việc cai quản đầu tiên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà họ gọi là Tây Sa và Nam Sa, từ hàng nghìn năm nay. Thế nhưng, điều đáng tiếc là các sử gia Trung Quốc thời cổ xưa lại chính là những nhà chép sử có lòng tự trọng và nghiêm túc với chức trách. Các bộ sử ký của nhiều triều đại phong kiến Trung Quốc đã ghi lại hầu hết các sự kiện quan trọng với nhiều chi tiết rõ ràng, nên khi đi vào từng vấn đề cụ thể, lập luận của Trung Quốc ngày nay về chủ quyền của họ trên Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cũng đã tỏ ra hết sức mâu thuẫn với bản thân các tài liệu chính sử. Xét về mặt địa lý, Trung Quốc trích dẫn từ một số sách địa lý cổ xưa của họ có những ghi nhận và mô tả về các đảo Hoàng Sa và Trường Sa để cho rằng họ phát hiện và xác lập chủ quyền tại hai quần đảo này từ hàng ngàn năm qua. Cuốn Nam Châu Dị Vật Chí của Vạn Chấn, thời Tam Quốc, 220-265, viết dưới thời Hán Vũ Đế, có mô tả về các đảo đá và cát trên Biển Đông. Trong đó có đoạn mô tả chỗ nước nông và có đá nam châm khiến cho tàu thuyền qua lại gặp nguy hiểm, dễ bị chìm. Dị Vật Chí của Dương Phù, đời Đông Hán, 25-220 sau Công Nguyên, lại nói về những điều lạ của xứ nước ngoài, mô tả địa danh Trứng Hải như sau. Tại Trứng Hải kỳ đầu nước cạn nhưng nhiều đá nam châm, thuyền lớn đi ngoài cõi, dưới thuyền gắn lá sắt sẽ bị nhổ ra. Chỉ có vậy, thế nhưng trong các tài liệu gần đây của Trung Quốc lại áp đặt sự mô tả này về Trứng Hải kỳ đầu cùng truyền thuyết về đá nam châm hút đinh sắt của các thuyền có liên quan tới các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong Biển Đông. Cũng cần nhấn mạnh rằng, phần lớn các thư tịch cổ của Trung Quốc khi nói về các đảo và các bãi đá ngầm trên Biển Đông đều chép với rất nhiều tên gọi khác nhau. Trong cuốn Đông Tây Dương Khảo của Trường Nhiếp năm 1618, có nói đến các đảo nằm cách huyện Văn Xương 100 dặm, khoảng 50 km. Điều này không thể phù hợp về mặt địa lý với quần đảo Hoàng Sa nằm cách Hải Nam về phía Nam đến hơn 250 km. Tên các đảo này cũng được chép rất khác nhau tùy theo sự tưởng tượng của các tác giả, như Cửu Nhũ Loa Châu, Vạn Lý Thạch Đường, Thiên Lý Thạch Đường, Thất Châu Dương, Thất Châu Sơn. Thật khó có thể chấp nhận quan điểm của Trung Quốc khi họ cứ khăng khăng cho rằng những đảo đó chính là quần đảo Hoàng Sa hoặc có lẽ là Trường Sa. Chưa dừng lại ở đó, Trung Quốc còn đưa ra các tài liệu lịch sử chứng minh chủ quyền của họ ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thế nhưng, những tài liệu này chỉ là góc nhìn từ phía Trung Quốc đưa ra nhằm che mắt dư luận quốc tế, mà không có tính xác thực của bất kỳ quốc gia nào khác. Điều này chẳng khác gì Trung Quốc đang tự biên tự diễn với những chứng cứ ngụy tạo của mình hòng chiếm đoạt Biển Đông về tay. Trong tài liệu Các biên giới của Trung Quốc của Chu Kiện năm 1991, tác giả khẳng định năm 1873, Quách Tông Đào, đại sứ đầu tiên của Trung Quốc được cử sang phương Tây, trong nhật ký hành trình đã nhắc đến Nam Sa thuộc về Trung Quốc. Thế nhưng, đoạn văn này lại được minh họa thêm bởi chú thích đề cập tới Hoàng Sa và ghi chú đảo nằm ở vĩ độ 17 Bắc. Đây quả là sự lẫn lộn nghiêm trọng và càng cho chúng ta thấy sự cố tình gắn ghép các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vốn nằm phía nam vĩ tuyến 17 vào lãnh thổ Trung Quốc. Các tham vọng của Trung Quốc còn mâu thuẫn bởi chính các nguồn tư liệu khác của họ. Nhiều tài liệu địa lý cổ mô tả và phân định rõ lãnh thổ của đế chế Trung Hoa khá trùng hợp nhau. Các mô tả này đều định rõ lãnh thổ Trung Quốc có điểm tận cùng ở phía Nam là đảo Hải Nam. Theo hướng này, trong số các cuốn sách thế kỷ 12 rồi thế kỷ 17 và 18, trong đó các cuốn Địa chí phủ Quỳnh Châu, tức đảo Hải Nam, cũng như cuốn Địa chí tỉnh Quảng Đông năm 1731, cuốn sách Dâng nộp vua Thanh năm thứ 9, đời Văn Chính 1731, bản đồ tỉnh Quảng Đông không nói gì đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Có thể thấy rằng Trung Quốc chưa bao giờ có việc thực thi chủ quyền mang tính nhà nước đối với quần đảo này suốt lịch sử cho tới đầu thế kỷ 20. Sự thờ ơ của Trung Quốc đối với các quần đảo trên Biển Đông đã được hai tài liệu xác nhận. Bản đồ Trung Hoa của đế chế thống nhất Hoàng Triều Nhất Thống Sư Địa Tổng Đồ phát hành vào năm 1894. Lãnh thổ Trung Quốc trong đó chỉ mở rộng tới đảo Hải Nam. Ngoài ra, quyển Trung Quốc Địa lý Học giáo Khoa Thư phát hành năm 1906 nêu ở trang 241 rằng điểm cực nam của Trung Quốc là bờ biển Nhai Châu, đảo Quỳnh Châu ở vĩ tuyến 18 độ 13 phút Bắc. Dùng những chiêu trò liên quan đến nguồn tài liệu cổ chưa đủ, Trung Quốc còn sử dụng một số báo cáo về khảo cổ học để cho rằng họ có chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên,
không có một kiểm chứng khoa học khách quan nào cho thấy những dị vật cổ xưa nói là được tìm thấy trên các quần đảo này là của người Trung Quốc. Hơn nữa, theo giới chuyên môn, giả sử các di chỉ khảo cổ mà Trung Quốc cho là phát hiện tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đúng là của người Trung Quốc đi chăng nữa, thì theo luật pháp quốc tế cũng không có nghĩa trong việc xác lập chủ quyền lãnh thổ tại đây. Không thuyết phục được thế giới tin vào các bằng chứng khảo cổ, câu chuyện lịch sử ngụy tạo ở Biển Đông, Trung Quốc tiếp tục ngụy tạo tính chính sách. Quan trọng không kém, Bắc Kinh muốn ép buộc phần đông thế giới tin rằng Biển Đông là của họ, Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Để thuyết phục người dân trong nước và thế giới tin mình, Trung Quốc đã ngụy tạo nhiều bằng chứng khác nhau. Câu chuyện lịch sử mà Bắc Kinh dựng lên theo mô típ người Trung Quốc xác lập chủ quyền ở Biển Đông từ nhiều thế kỷ trước, kèm theo bản đồ giả, đồ cổ giả, do Trung Quốc tự đổ xuống biển rồi vớt lên đã không có tác dụng. Thậm chí, trò tự vẽ lịch sử bằng ngụy tạo khảo cổ này đã bị vạch trần trước công luận quốc tế. Vậy nên, Trung Quốc lật mặt chuyển qua chiến lược ngụy tạo chính danh của họ bằng những câu chuyện có vẻ gần gũi với đời sống xã hội hiện đại hơn. Hiểu nôm na, Trung Quốc đặt tên chính thức cho các thực thể vốn không thuộc quyền sở hữu của họ. Ủy ban địa danh Trung Quốc trước đó, tháng 4 năm 1983, công bố cái gọi là địa danh tiêu chuẩn một số đảo ở Nam Hải. Trắng trợn hơn khi Trung Quốc gửi đến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hai công hàm số CML-14-2019 và CML-11-2020. Trong đó, Trung Quốc một mực khẳng định chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vốn của Việt Nam, quần đảo Đông Sa, Đông Pratap, quần đảo Trung Sa, bãi ngầm Maglevsk. Bắc Kinh tái diễn luận điểm các quần đảo này có vùng đặc quyền kinh tế và tiềm lục địa mở rộng, đồng thời họ tự bao biện cho yêu sách phi pháp bằng quyền lịch sử. Trung Quốc không thừa nhận phán quyết tòa trọng tài năm 2016, đồng thời yêu cầu Ủy ban ranh giới ngoài của thềm lục địa không xem xét hồ sơ đệ trình của Malaysia. Trung Quốc cũng dùng mọi cách để tạo ra sự đã rồi trên thực địa nhằm góp phần duy trì sự chính danh ngụy tạo. Từ năm 2013, Trung Quốc đẩy mạnh bồi lấp, xây dựng đảo nhân tạo. Họ theo dõi và sẵn sàng chớp thời cơ chiếm thêm bất kể thực thể nào ở Biển Đông nếu nước khác lơ là hoặc xuất hiện khoảng trống quyền lực. Để bảo vệ sự chính danh ngụy tạo ở Biển Đông, ngoài cuộc chiến pháp lý, thông tin tuyên truyền, Trung Quốc cũng tiến hành cuộc chiến tâm lý. Cậy mình là nước lớn nên chẳng có lý do gì mà Trung Quốc không tăng cường đe dọa, bắt nạt tàu thuyền, máy bay dân sự, quân sự các nước trong và ngoài Biển Đông. Mục tiêu tối thượng mà chính quyền Bắc Kinh đặt ra đó là các nước trong khu vực phải sợ, các nước bên ngoài phải rời đi. Việc cho tàu hải cảnh đâm chìm tàu cá Việt Nam, đưa nhóm tàu đầy tranh cãi địa chất Hải Dương 8 vào Biển Đông cùng việc bày trận dân quân biển gần đây là những minh chứng rõ ràng nhất cho âm mưu thâm độc và những chiêu trò bẩn thỉu của anh bạn Trung Quốc. Việt Nam đã đưa ra đầy đủ bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý không thể chối cãi ở Hoàng Sa và Trường Sa. Thậm chí, những chứng cứ này còn được nhiều quốc gia, cộng đồng quốc tế, nhiều nhà khoa học đồng tình ủng hộ và khẳng định nhà nước Việt Nam là nhà nước đầu tiên trong lịch sử đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo này từ khi chúng còn vô chủ. Việc Trung Quốc coi các di chỉ khảo cổ nói là tìm thấy ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để kết luận hàng loạt tư liệu văn vật này chứng minh một cách hùng hồn rằng quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa từ cổ xưa là lãnh thổ của Trung Quốc là một kết luận mang tính suy diễn, không có cơ sở khoa học, lịch sử và pháp lý quốc tế. Cái gọi là những di chỉ khảo cổ của Trung Quốc chỉ là sự bịa đặt cố ý nhằm phục vụ cho mưu đồ chính trị, không làm thay đổi được thực tế là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã thuộc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam từ rất lâu đời. Và người Việt Nam đã thực thi chủ quyền của mình liên tục trên hai quần đảo này cho tới nay. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, nơi đó không chỉ là một phần lãnh thổ mà còn là máu, là thịt, là xương của lớp lớp người Việt đã anh dũng hy sinh nhằm chống lại sự hung hăng và tham lam của các hàng xóm Trung Quốc. Sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc Việt Nam được bạn bè thế giới ủng hộ chính là sức mạnh vô địch làm thất bại mọi mưu tính bá quyền, bành trướng, độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, đó là điều mà bất kỳ ai trong mình dòng máu Việt cũng đều ghi nhớ. Thế nhưng, Trung Quốc nhất định không chịu thừa nhận
Để chiếm Biển Đông, Trung Quốc đã xuyên tạc lịch sử một cách nghiêm trọng. Việc Trung Quốc coi các di chỉ khảo cổ, nói là tìm thấy ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, để kết luận hàng loạt tư liệu văn vật này chứng minh một cách hùng hồn rằng quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa từ cổ xưa là lãnh thổ của Trung Quốc là một kết luận mang tính suy diễn, không có cơ sở khoa học, lịch sử và pháp lý quốc tế. Cái gọi là những di chỉ khảo cổ của Trung Quốc chỉ là sự bịa đặt, cố ý nhằm phục vụ trong mưu đồ chính trị, không làm thay đổi được thực tế là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã thuộc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam từ rất lâu đời và người Việt Nam đã thực thi quyền chủ quyền của mình liên tục trên hai quần đảo này cho tới nay. Biết sử toàn thư, biết sử thêm yêu nước.